Vlog Giáng sinh cùng tôi. Trời đang lạnh lắm mọi người ơi. Bây giờ đang là 16 độ. Cái này có xe gió nó kêu không? Merry Christmas! Bây giờ ai có số 6 đầu tiên? Giơ tay lên! Rồi, còn 6 tươi! 6 tươi chưa? Còn 6 tươi! Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn nha mọi người. Cái này là ăn buffet cho nên ai thích ăn cái gì thì gấp ăn. Rồi lúc này mình còn livestream nữa nè, có ai coi lúc đó không? Ăn uống no say xong mấy nhà em mình làm cùng làm điên gì nè mọi người. Rồi đó là tới tiết mục bốc thăm quà nè. Mình trúng món quà số 7. Let it snow, let it snow, let it snow. Cuối cùng là tới những tiết mục văn nghệ nè. Cặp đen nhảy là ba mẹ tôi đó. Thôi đừng nghe tôi hát nha, ngại lắm. Tôi thấy là xong rồi đó mọi người ơi. Giờ mỗi đứa cái điện thoại nè, thấy không? Thấy chưa, thử buổi rồi đó.